边都用 WeChat 还是用 Line？ 我们用两数。嗯，然后、啊、你现在来台湾可以用吗？可以用吗？哦，你在台湾的话，台湾都用 Line。哦，用 Line 联系，用这个。啊，是的，我也有 Line 啊。有哈、哦。有、哦。你等了我很久吗？非常久。真的吗？我原本想要离开的，还好遇到你。啊、哦。来台湾，在台湾就是逛逛的话，你跟我讲，我陪你去。有时间吧，改天。啊、我现在先去宿舍，然后安排东西一下。OK。如果我在这里一个人，应该迷路了吧？大水这么大，超大的，好不好？Bây giờ mình sẽ cho mọi người coi một vòng room tour ký túc xá của mình nha. Ở đây thì nó sẽ có, khi mà cửa vào thì sẽ có một cái gương rất là to để có thể soi. Yes. Và bạn cùng phòng của mình đã vào rồi nhưng mà hôm nay mình mới vào. Bên phía tay phải sẽ có một cái tủ để đồ. Mình thấy nó khá là rộng luôn á. Khi tiến vào trong thì xin lỗi, cái bên này nó đang hơi nhiều đồ nên mình sẽ qua bên phía bên mình, tại vì mình chưa có unpack cái vali ra. Thì ở đây mọi người có thể thấy là ở đây nó có một cái tủ to, và nệm là một chị đã vừa cho mình. Ở trên sẽ là khu vực ngủ, cầu thang đi lên giường. Cái ngăn tủ này rất là tiện vì mình có thể để đồ vào đây. Rồi, khu vực tiến vào trong sẽ là bàn học cũng như là kệ sách. Mình thấy nó còn to hơn cả cái bàn học ở nhà của mình. Có rất là nhiều ngăn, rất là tiện lợi luôn. Mình khá là thích. Nó ok hơn là trong tưởng tượng của mình khi mà mình nhìn hình đó mọi người. Phòng sẽ có máy lạnh, cửa sổ nhỏ và như thế này, có sẵn một cái ghế. Đồ của mình thì mình vừa vào nên mình để như vậy. Thank you. Yeah. Thank you. 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 Thank
nha. Where are you from? I'm from Cambodia. And you can introduce a little about yourself. My name is Celia and I'm from Cambodia. I just arrived Taiwan for 2 weeks. So yes, my first experience in Taiwan. Okay, thank you. Oh, wow, you're wonderful. Okay, this is good.
Thank you.